Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Minh Thành Phúc. Và hiện đang có mặt tại cửa hàng Xe Máy Minh Thành 2 có địa chỉ tại ngã tư Phố Me, thị trấn Học Vào, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và các bạn đang quan tâm đến các dòng xe Honda thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các chương trình khuyến mại cũng như là báo giá các dòng xe Honda các bạn nhé. Và như các bạn đã biết là trong tháng 11 này có rất là nhiều chương trình khuyến mại với các dòng xe Honda. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Hiền sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe mà đang được các bạn trẻ lựa chọn rất là nhiều. Đó là dòng xe côn tay Honda Winix. Winix thời điểm này khi các bạn mua dòng xe Honda Winix, các bạn sẽ nhận được các chương trình khuyến mại như là mũ bảo hiểm áo mưa hoặc là thay dầu miễn phí. Hoặc là các voucher giảm giá từ 2 đến 500 nghìn. Và các bạn có hỗ trợ trả góp không mất lãi các bạn nhé, 0%. Các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 20% giá trị xe trả đi thôi, rơi khoảng tầm 8 triệu. Và thời gian rất là linh động, từ 6 đến 12 tháng. Thủ tục rất là nhanh chóng và đơn giản. Chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân thôi các bạn nhé, là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Winix này rồi ạ. Và ngoài ra thì đối với các khách hàng mà mua trả thẳng hoặc là trả góp mất lãi thì sẽ nhận được thêm một chiếc tai nghe Bluetooth có trị giá lên tới 1,5 triệu đồng các bạn nhé. Và giá đối với phiên bản đặc biệt như bên cạnh hiện đây đó là màu đỏ nhám. Phiên bản đặc biệt này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá khoảng gần 38 triệu thôi các bạn nhé. Còn bản như đối với dòng xe Honda Winix thì sẽ có 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản thể thao. Bản đặc biệt thì sẽ có màu đỏ nhám như bên cạnh hiện đây. Và ngoài ra sẽ có thêm cả màu đen nhám và màu bạc nhám nữa. Thì phiên bản này bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn khoảng hơn 37 đến khoảng gần 38 triệu các bạn nhé. Thì để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn, các bạn cứ liên hệ với Hiền sẽ hỗ trợ báo giá cho các bạn. Còn bên tay phải ở đây đó là một em Winix phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 38 triệu các bạn nhé. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Winix rồi ạ. Và có các bạn nhớ nhé, thời gian này đang có chương trình trả góp không mất lãi đấy ạ. Thời gian rất là linh động, từ 6 đến 12 tháng. Và ngoài ra bên Hiền có thêm cả chương trình thu cua đổi mới nữa. Các bạn đang có dòng xe nào muốn đổi các qua xe mới ấy, các bạn có thể mang qua cửa hàng Hiền để định giá xe các bạn nhé. Cửa hàng Hiền ở ngã tư Phố Me, thị trấn Học Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và bên Hiền có các chi nhánh Minh Thành hoặc là Hòa Bình Minh nữa. Thì để các bạn cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em Honda Winix phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Ngoài màu trắng này ra sẽ có thêm cả màu đỏ và màu đen bóng nữa. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 35 triệu thôi ạ. Giá đang rất là rẻ các bạn nhé. Thời điểm này giá cực kỳ rẻ đấy ạ. Và quà khuyến mại cũng rất là nhiều. Phiên bản này giá chỉ có hơn 35 triệu thôi. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi ạ. Là các bạn đã sở hữu cho mình em Honda Winix phiên bản tiêu chuẩn này rồi các bạn nhé. Bên này là một em đen nhám. Đen nhám này bên này đang để giá cho các bạn giá khoảng 38 triệu thôi ạ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng xe SHI. SHI thì sẽ có phiên bản 125 và 150. Nhưng mình đang trưng bày ở đây đó là bản 125 CBS màu đen bóng. Ngoài ra sẽ có thêm cả màu đỏ và màu trắng nữa. Phiên bản này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 81 triệu thôi các bạn nhé. Như thời điểm trước giá khoảng 82, 83 hoặc 84 triệu. Nhưng mà thời điểm này giá chỉ khoảng hơn 81 triệu thôi ạ. Giá đang rất là rẻ các bạn nhé. Như xe này bây giờ cũng đã lên sẵn vành sơn độ, sơn đen rồi đấy ạ. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là khỏe xe đấy ạ. Và để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn, các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Trả góp đối với dòng xe SH125 này thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 20 đến khoảng 25 triệu thôi là các bạn đã sở hữu cho mình được một em SHI này rồi các bạn nhé. Còn phiên bản 150 thì có 150 CBS và 150 ABS. Phiên bản 150 CBS thì bây giờ đang để giá dao động cho các bạn giá chỉ khoảng 96 triệu thôi. Còn bản 150 ABS thì bây giờ đang để giá dao động cho các bạn giá khoảng từ 118 đến khoảng 124 triệu. Đối với các phiên bản như là bản sạm màu xám xi măng hoặc bản đen nhám ấy thì để được tư vấn cụ thể hơn, các bạn cứ liên hệ với Hiền. Các bạn đang quan tâm đến màu là hai phiên bản nào của dòng xe SHI á, của dòng xe SHI thì các bạn cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em SH350i phiên bản màu xám xi măng. Phiên bản này bây giờ đang để giá cho các bạn giá rất là rẻ đấy ạ. Giá chỉ khoảng ngoài 140 triệu thôi các bạn nhé. Như thời điểm trước giá xe này lên tới hơn 160 triệu đấy ạ. Nhưng thời điểm này giá đang rất là rẻ. Giá chỉ có hơn 140 triệu thôi ạ. Còn bên này Hiền có một em SH nữ này thì như bây giờ đang trưng bày đây đó là màu đen nhám. Và ra sẽ có thêm cả màu bạc nhám nữa. Đối với phiên bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt này thì thời điểm trước giá có thể lên tới gần 80 triệu. Nhưng thời điểm này giá đang rất là rẻ các bạn nhé.
giá chỉ khoảng 76 triệu thôi ạ. Còn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì giá bên nhà đang để dao động cho các bạn từ khoảng hơn 60 cho đến khoảng 74 triệu thôi các bạn nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 10 đến 12 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu một em SH nữa này rồi ạ. Các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào thì cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em lít màu trắng phiên bản tiêu chuẩn. Lít thì sẽ có 3 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Hiền đang trưng bày đây đó là bản tiêu chuẩn màu trắng. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá nguyên xe chỉ khoảng hơn 39 triệu một chút thôi. Và giá Hiền báo với các bạn là giá đã bao gồm thuế VAT các bạn nhé, chỉ chưa bao gồm tiền phí đăng ký và biển số thôi ạ. Còn bản cao cấp và bản đặc biệt thì bây giờ đang để giá dao động cho các bạn khoảng 42 cho đến 43 triệu thì lát Hiền sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn nhé. Còn bên tay phải ở đây có một em Vision phiên bản cá tính. Như thời điểm trước các bạn thấy giá xe thì có lên cao và không có nhiều xe á, nhưng hiện tại cửa hàng Hiền đã có đủ tất cả các dòng xe Honda và cũng có đủ tất cả các mẫu các phiên bản các bạn nhé. Phiên bản cá tính thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 39 triệu thôi, giá đang rất là rẻ nhá. Thời điểm trước các bạn hỏi có thể giá lên tới 43, 45 triệu nhưng mà thời điểm này giá chỉ khoảng hơn 39 triệu thôi với phiên bản cá tính màu đen này ạ, màu đen đỏ này. Và ngoài màu đen đỏ này ra sẽ có thêm cả màu xanh rêu nữa các bạn nhé, phiên bản cá tính ấy. Thì và đặc biệt là ở thời điểm này khi các bạn mua dòng xe Vision các bạn sẽ nhận được ba phần, một trong ba phần quà đó là một bộ thỏi son mát với ba thỏi son, hoặc là một sạc pin dự phòng 20.000 mAh, hoặc là một phiếu mua hàng BTS trị giá lên tới 1 triệu đồng các bạn nhé. Và ngoài ra thì sẽ có rất nhiều các phần quà khuyến mại khác như là voucher giảm giá, hay là mũ bảo hiểm áo mưa, hay là thay dầu miễn phí ấy. Để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em Honda Everblade phiên bản 125, phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ. Ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu xanh nữa. Phiên bản tiêu chuẩn này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 42 triệu thôi nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Blade này rồi ạ. Và sẽ có thêm một phiên bản nữa đó là bản đặc biệt màu đen nhám. Phiên bản đấy thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 47 triệu thôi các bạn nhé. Giá thời điểm này đối với các dòng xe Honda thì rất là rẻ và trong thời điểm cuối năm này các bạn nhé. Các bạn hãy nhanh chân đến với hệ thống xe máy Minh Thành hoặc Hòa Bình Minh để lựa cho mình một chiếc xe ưng ý nhé. Còn bên này Hiền có các dòng xe số. Đối với dòng xe Future này thì bên Hiền đang trưng bày đây đó là màu đen nhám. Phiên bản này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 35 triệu thôi. Phiên bản vành đúc phanh đĩa này các bạn nhé. Còn vành lan thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 33 triệu một chút thôi. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 6 đến 7 triệu trở đi thôi ạ. Là các bạn có thể sở hữu cho mình em Future này rồi. Ngoài màu đen nhám này ra thì sẽ có thêm cả màu đỏ hoặc là màu xanh nữa các bạn nhé. Các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào thì cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn. Còn đối với dòng xe Wayrix này thì sẽ có vành lan và vành đúc. Vành lan thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 23 cho đến khoảng 24 triệu ạ. Còn đối với vành đúc thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá khoảng 26 triệu các bạn nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 4 đến 5 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu, có thể sở hữu mình em Honda Wayrix này rồi ạ. Và thủ tục rất là nhanh chóng và đơn giản. Và đặc biệt là khi các bạn mua xe qua video này, các bạn sẽ có thể nhận được các voucher giảm giá từ 2 cho đến 500.000 các bạn nhé. Đó là mua xe online. Thì trước khi qua cửa hàng mua xe, các bạn có thể liên hệ với Hiền để Hiền hỗ trợ trực tiếp các bạn nhé. Còn đối với dòng xe Wayblade này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng 21 triệu ạ. Thì Wayblade vành đúc các bạn nhé. Còn vành lan thì giá dao động khoảng đâu đó khoảng hơn 19 triệu thôi ạ. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe mà với phân khúc giá rất là hợp lý và bên Hiền cũng đang bán rất là chạy. Một tháng bên Hiền có thể bán lên tới gần 200 xe đối với dòng xe này. Đó là dòng xe Guenfa. Guenfa thì sẽ có 4 màu, màu đỏ, màu xanh và màu trắng và màu đen nữa các bạn nhé. Và như bên Hiền đang trưng bày đây đó là hai xe phiên bản vành đúc. Vành đúc này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 21 triệu một chút thôi. Còn vành lan thì giá dao động khoảng hơn 20 triệu các bạn nhé. Thì để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền để sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé. Còn đối với dòng xe Guenfa này, trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tới mức 3 triệu, 4 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình với em Honda Guenfa này rồi ạ. Và hiện tại ở kho xe của bên Hiền ấy, thì đang có đủ tất cả các dòng xe, các phiên bản, các màu các bạn nhé. Các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào hay là dòng xe Honda nào thì các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Thời điểm này giá đang rất là tốt đấy ạ. Và có rất là nhiều phần quà khuyến mại. Thì để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Bên này Hiền có dòng xe Lead. Lead thì như nay Hiền có giới thiệu với các bạn sẽ có 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Và đây Hiền có bản cao cấp màu đen, màu đỏ và màu xanh đây các bạn nhé. Phiên bản cao cấp này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ 42 triệu thôi ạ. Còn đối với phiên bản đặc biệt màu bạc nhám và màu đen nhám á,
Thì phiên bản này bây giờ đang để giá cho các bạn chỉ khoảng 43 triệu thôi. Còn bên này có một em Honda Blade phiên bản đen nhám, màu đặc biệt, phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Phiên bản này bây giờ đang để giá cho các bạn chỉ khoảng hơn 47 triệu thôi các bạn nhé. Như thời điểm trước các bạn hỏi giá có thể lên tới 49 triệu nhưng mà thời điểm này giá chỉ khoảng hơn 47 triệu thôi ạ. Giá rất là rẻ các bạn nhé. Thời điểm này là thời điểm để các bạn lựa chọn cho mình các dòng xe ưng ý đấy ạ. Còn bên này hiện có Vision. Vision thì sẽ có bản cao cấp màu đỏ và bản đặc biệt màu xanh nhám. Hiện tại bên Nhật đã có đủ xe để các bạn lựa chọn nhé. Cái bản cao cấp này bên Nhật đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 37 triệu thôi ạ. Và đối với phiên bản đặc biệt màu xanh nhám này cũng vậy ạ. Giá chỉ khoảng hơn 37 triệu thôi các bạn nhé. Còn bên này hiện có một em Honda Wenfa màu đen nhám. Màu đen nhám đây là bên Nhật đang trưng bày, đây là vành đúc các bạn nhé. Vành đúc này thì bên Nhật đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 22 triệu thôi ạ. Còn đối với phiên bản vành lan thì giá chỉ khoảng hơn 21 triệu thôi các bạn nhé. Để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn thì các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền thì sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Còn bên này Hiền có hai em Wenfa màu xanh và màu đỏ đấy, phiên bản vành đúc thì bây giờ đang để giá cho các bạn khoảng hơn 21 triệu thôi. Còn đối với phiên bản vành lan thì giá khoảng hơn 20 triệu các bạn nhé. Còn bên này có SH125 xe buýt màu đỏ và màu trắng. Ngoài màu đỏ màu trắng ra sẽ có thêm cả một đen bóng ấy, như nãy Hiền có giới thiệu với các bạn. Giá đang chỉ khoảng hơn 81 triệu thôi các bạn nhé. Giá rất là rẻ đấy ạ. Và Hiền xin giới thiệu lại một chút với các bạn về chương trình khuyến mại của tháng 11 này các bạn nhé. Giá thời điểm này đang rất là rẻ rồi ạ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đối với dòng xe Vision, khi các bạn mua xe các bạn sẽ nhận được một trong ba phần quà. Đó là một bộ thỏi son mát hoặc là một phiếu mua hàng của hãng Bitit trị giá lên tới 1 triệu đồng. Hoặc là một sạc dự phòng 20.000mAh và rất nhiều các phần quà khuyến mại khác hoặc là voucher giảm giá nhé. Còn đối với dòng xe Winix thì các bạn sẽ nhận được trả góp không mất lãi và một đôi tai nghe Bluetooth các bạn nhé, trị giá lên tới 1,5 triệu đồng đối với khách hàng mua trả thẳng và áp dụng đối với khách hàng ở trong nội tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Các bạn ở khu vực ở trong tỉnh Vĩnh Phúc thì sẽ nhận được một đôi tai nghe. Và để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn về các chương trình khuyến mại, các bạn cứ liên hệ với Hiền trong số điện thoại 0967 817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền để sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.